số là một dạng sóng rung liên quan mật thiết với cuộc đời. Trong thế giới hiện đại, để đi đúng đường, bạn nhờ vào hệ thống định vị GPS. Để trả lời câu hỏi bạn là ai, sứ mệnh của bạn đến cuộc đời này là gì, bạn cần hiểu ý nghĩa con số ngày sinh của mình. Là một môn khoa học dựa vào nghiên cứu của nhà toán học Pythagore, đã đến lúc nhìn ra bản thân và thay đổi cuộc sống với nhân số học. Xin chào các bạn, xin được hân hoan chào đón tất cả các bạn đang đến với chuỗi chương trình Thay đổi cuộc sống với nhân số học, một dự án truyền cảm hứng của nhà Mercury Inspiration. Ngày hôm nay mình sẽ tìm hiểu với một cái mũi tên rất là thú vị nè. Mũi tên nó đứng đầu hết trơn, mé bên cánh trái của biểu đồ ngày sinh. Và các bạn sẽ thấy là thay vì những trước đây á, thí dụ như mỗi lứa như vậy nó sẽ nằm ở hẳn một trục, thì bạn này sẽ nằm ở trục thể chất, bạn này nằm ở trục tâm hồn, bạn này trục trí não. Và các bạn có nhớ mỗi một con số nó đại diện cho cái gì không? Con số 1 là đại diện cho cái tôi, cái bản ngã. Số 2 đại diện cho trực giác. Và số 3 là đại diện cho óc phân tích cũng như là trí nhớ ha. Cho nên khi ba bạn này được kết hợp với nhau trong một cái mũi tên, nó trở thành một cái giá trị rất là tuyệt vời của những người làm việc rất là giỏi về việc mở kế hoạch. Tuy vậy, các bạn cũng nên nhớ rằng những người này thường chỉ đặt mình vào trong cái vị trí gọi là lên một cái kế hoạch tổng thể, chứ ít khi nào đi vào trong các cái chi tiết thực hiện, ngoại trừ họ có cái mũi tên 147 này luôn ha. Hoặc là khi mà họ có cái con số chủ đạo phải là số 4, số 7 hoặc là số 10, hoặc là đôi khi nó là số 22 thành 4. Tức là những cái con số chủ đạo nó nằm ở cái trục thể chất này, thì những cái người vạch kế hoạch này mới chịu khó đi để ý những cái chi tiết nhỏ nhỏ ở trong cái lộ trình mà mình đi. Có một điều được khuyến khích cho các bạn nhớ là những ai mà có cái mũi tên 123 tốt đẹp này phải khắc phục cái tính lười nhẹ nhẹ của mình. Đây là bác thầy David đã dạy, đã chỉ lại cho mọi người ở trong cái quyển sách The Complete Book of Numerology, chứ không phải Quỳnh Hương tự nghĩ ra nghe. Và các bạn biết không, khi mà người ta có được cái khả năng này thường là người ta bị làm biếng. Đặc biệt là khi các bạn cứ giao hết dự án này, dự án kia cho mọi người mà quên đi theo kiểm soát, thì các bạn sẽ không có được một cái kế hoạch mà nó được thực hiện một cách tốt đẹp. Bởi vì là mình cứ thấy mấy cái chi tiết đó nhỏ quá thôi, thường không có quan tâm đâu mà. Nhưng mà bạn phải nhớ là nhiều nhỏ tích lại thành to nghe. Khi mà các bạn nhìn thấy những người mà có cái mũi tên này thì tự nhiên họ sẽ rất là có khả năng làm việc ở đâu? Thứ nhất là trong các khâu nhân sự của các công ty. Thứ hai là họ là những nhà tổ chức, ví dụ như những người công ty tổ chức events, hoặc là những người tổ chức tiệc cưới hay là vân vân. Thì nếu mà ngay cả trong cái trường hợp này, bạn nhìn vô trường hợp này bạn cũng thấy vui lắm. Bởi vì đây là một cô khách đi tour của nhà Mewigo. Cô có một cái thương hiệu kinh doanh giày rất là nổi tiếng luôn. Nhưng mà nếu mà bạn cứ nhìn đi, nếu mà chỉ có là kinh doanh giày không thì đâu cần tới óc kế hoạch của cô ha. Đây, 20, 6, 1, 1, 1, 9, 7, 3. Cho nên là không cần biết cô là ai, cô vẫn là một người chuyên gia tổ chức event, sự kiện, họp mặt, họp nhóm, cộng đồng cho khoảng 500-700 gọi là bạn học cũ, là người đồng hương, là gì của nguyên gia đình. Nói chung cái gì động tới kế hoạch là người ta sẽ nhờ tới cô, bởi vì cô có một cái óc tổ chức rất là tốt. Bên cạnh đó cô còn có được cái mũi tên sáng trí nè các bạn. Cho nên cuộc sống của cô trong cái công việc kinh doanh và con số chủ đạo là số 3 nữa, cô sử dụng trí cô rất là tốt luôn á. Nhưng ở bên cạnh đó thì cô vẫn có con số 7 nó nằm ở thế cô độc, cho nên không tránh khỏi một số những cái tổn thất để lấy ra làm bài học để tiến bộ. Thì cái chuyện này đó là cái chuyện đương nhiên. Và khi mà cô biết vận dụng những cái điều này để cô tạo kết nối bằng những chuyến đi cùng với nhà Mewigo nè, bộc bạch cảm xúc ra, thì qua đó thứ nhất là cô không còn bị cái thế cô độc của số 7 nữa, và thứ hai cô phát triển tâm linh. Ha, đây là một cái biểu đồ cụ thể. Người thứ hai
mà mình muốn các bạn làm quen, đó là một người có cái biểu đồ là ngày 21 tháng 3 năm 1983. 21 tháng 3 1983. Thì bạn sẽ thấy là cô có một cái mũi tên vạch kế hoạch cũng rất là tốt luôn. Ha, nếu như ở cô bạn này thì chúng ta thấy là 3 số 1 cho nên đôi khi chênh chao, thì ở đây có một cái sự bình ổn về cảm xúc rất là vững mạnh. Bên cạnh đó hơi dư số 3 chút xíu, cho nên đôi khi cô sẽ hơi bị mơ mộng quá với những kế hoạch của mình. Mặc dù người có 2 số 3 bạn nhớ rồi, có năng khiếu văn chương, cô viết lách cũng rất là tốt, tổ chức hoạt động rất là tốt. Nhưng mà ở đây có một cái điều nhỏ thôi là cô đang có một cái mũi tên 456. Cho nên là cô sẽ phải dùng cái tên của mình và kể cả các hoạt động cô đang tổ chức để kết nối bà con người Việt á ở nước ngoài. Thì khi kết nối như vậy, chẳng những là cô đã phá được cái mũi tên trống uất giận này, cô tạo được mũi tên về cân bằng cảm xúc và quyết tâm. Và chính vì vậy hiện nay cô cũng là một trong những người Việt rất là thành công trong cộng đồng kiều bào tại hải ngoại đối với các cái tổ chức gọi là bà con kiều bào. Người thứ ba là một người cũng khá là quen thuộc trong lĩnh vực đào tạo nhân tài ở tại Việt Nam. Thì người này sinh ngày 1 tháng 3 1972. Và bạn nhìn vào thì bạn sẽ thấy là chị cũng có một cái mũi tên vạch kế hoạch rất là tốt đẹp. Và Quỳnh Hương thấy là hình như không có ai mà làm cái công tác mà đào tạo, nhân sự v.v. mà thành công dữ dội mà lại thiếu cái mũi tên này. Hoặc là có sẵn trong ngày sinh, hoặc là điền vô bằng một cái tên, bằng tên của mình, bằng gọi là bằng bản năng hay là bằng duyên á, có cái tên điền vô hen. Tuy vậy, ở đây thì Quỳnh Hương có lưu ý thấy là chị đang có số 7 cô độc, số 9 cô độc và mũi tên trống. Cho nên là cuộc đời chị cũng phải trải qua không ít thăng trầm. Và chị đang dùng chính những cái bài học từ thăng trầm đó của chị để chị bổ khuyết cho tất cả những bài học để làm cho cái khâu gọi là hoạch định này của chị một ngày càng tốt hơn. Tiếp theo nữa là cũng là một người khách đi cùng chuyến Mewigo đi sang Ấn Độ. Thì Quỳnh Hương được dịp tham khảo thì có 29 tháng 3 1984. Thì bạn thấy ha, đây là một cái điển hình của một cái biểu đồ nói là sáng trưng thì không phải lắm, bởi vì nó đâu đó nó vẫn có một số những cái điểm hơi quá mức to so với lại cái yêu cầu. Ví dụ như người mà có 2 số 9 vậy là cũng khá là mệt với những cái yêu cầu của mình. Tuy vậy, cái mũi tên cái này nó hay ở chỗ là nó không có chỗ cho những mũi tên trống, tức là mũi tên yếu, và bạn có được một mũi tên vạch kế hoạch. Cho nên toàn bộ cái quá trình nhà cửa sắp xếp trong nhà ngoài ngõ thì cô cũng là một tay. Kể cả cái chuyến đi Ấn Độ vừa rồi thì mẹ chồng của cô kêu bằng không sắp xếp được để đi vào, thì một tay cô điều binh khiển tướng đưa người ra chăm sóc cho ba chồng, xong rồi sắp xếp nhà cửa để cuối cùng mẹ chồng cô được dịp có mặt trong chuyến đi Ấn Độ đó. Và mẹ chồng cô cảm kích vô cùng bởi vì con dâu bà quá giỏi. Thì khi mà Quỳnh Hương nghiên cứu ra thấy cô có cái mũi tên này thì đâu có còn gì đâu nữa mà ngạc nhiên hen. Và hai cái trường hợp mà Quỳnh Hương muốn mọi người tham khảo ở đây, đây là thú vị lắm. Anh này á thì cái ngày sinh trên giấy khai sinh của anh người ta ghi là ngày 12 tháng 11 năm 1972. 12 tháng 11 năm 1972. Bạn thấy nếu mà căn cứ theo cái ngày sinh này thì anh đang có tới 4 con số 1, 2 con số 2, 9 cô độc và 7 cô độc và một mũi tên uất giận vì không đạt được cái điều mà mình mong muốn trong đời. Còn nếu mà sinh qua ngày 11 tháng 11 năm 1972 thì anh sẽ có tới 5 con số 1. Cũng có con số 9 cô độc, con số 7 cô độc và mũi tên uất giận. Bên cạnh đó trực giác thì nó giảm hơn một chút xíu.
Thì đây là cái ngày anh được ghi trên giấy khai sinh. Ở đây là cái ngày thật của anh. Thì các bạn thấy trong trường hợp này thì tình hình nó sẽ như thế nào? Thứ nhất, so với ngày thật thì cái giấy khai sinh của anh nó làm cho anh đỡ đi chút xíu. Này vô tình thôi nha, không có cố tình. Đó là giảm bớt đi một con số 1, từ 5 xuống còn 4 là cũng đỡ lắm rồi hen. Thứ hai là trực giác anh tốt hơn. Đối với phái nam thì hai con số 2 nó tốt hơn một con số 2. Thì ở đây là anh đỡ hơn. Thế nhưng đây là cuộc đời các bạn à. Cho nên là cho dù là ngày sai khai sanh hay là ngày thật thì anh vẫn chịu một cái số mệnh chung. Đó là mũi tên uất giận vì không đạt được điều mong muốn ở trong đời. Và có những cái ước mơ khát khao không thành hiện thực. Có những bài học cần phải học để trưởng thành. Thì anh Quỳnh Hương, cái lần đó đi chung với anh sang Ấn Độ thì anh có thổ lộ với chúng mình là anh rất là muốn biết là bây giờ cha anh mộ nằm ở đâu, bởi vì ông là một liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh và tới bây giờ anh vẫn rất là thèm được tìm để biết là cha anh nằm ở chỗ nào. Vậy thôi mà quý vị thấy không, nó thể hiện rất là rõ trong ngày sinh của mình, cho dù nó nằm trong khai sinh hay là trong thực tế. Và vì chính vì điều đó, cái ước mơ cháy bỏng nhất của anh là được biết về cha anh đã không bao giờ thực hiện được, không? Đây là một tổn thất rất là lớn được thể hiện qua số 7 và cũng không có thực hiện được. Tuy nhiên, các bạn nhìn cái tên của anh, tên Đức. Khi anh tên Đức thì cái chữ D nó là số 4, chữ U nó là số 3 và chữ C nó cũng là số 3. Thì tự nhiên, cho dù là trong khai sinh hay là ở đây, nó đều điền cái cặp số 3 vô đây. Các bạn thấy nó rất là ngộ không? Và bên cạnh đó nó thêm một con số 4 nha đây. Thì nó đỡ đi cái phần nào cái mũi tên uất giận này, nó làm đỡ đi phần nào cái thế trống cô độc của con số 7 này. Và bên cạnh đó nó cho anh một cái khả năng sắp xếp tổ chức rất là tốt đẹp. Và hiện giờ anh nắm một cái khâu, một cái vị trí là làm cái công tác tổ chức trong một cái doanh nghiệp rất là lớn luôn. Thì các bạn thấy đường đời khi mà nó thể hiện qua những con số, nó đâu có cái gì đâu mà nó phức tạp và khó hiểu. Các bạn thấy không? Mọi cái đều được diễn giải bằng những con số mà thôi. Vậy thì chúng ta sẽ quay trở lại một chút xíu để nắm lại, nếu những em bé từ bé mà có được cái mũi tên 1, 2, 3 này thì chúng ta sẽ nên đối xử sao với các con để cho các con có thể phát triển thật là tốt những cái giá trị của mình. Những trẻ con có mũi tên giỏi kế hoạch thì sẽ rất là vui sướng khi mà chúng được giao những cái kế hoạch nhỏ nhỏ để chúng tự tay thiết kế cho gia đình hay là cho lớp ha. Quỳnh Hương nhớ con Quỳnh Hương cũng có mũi tên 1, 2, 3, và con mỗi lần mà giao cho con lên kế hoạch để đi làm một cái chuyến đi tour gì đó cho gia đình thì con rất là hào hứng và con làm rất là tốt ha. Nhưng mà các bạn nhớ rằng khi đã giao cho các bạn nhỏ mà có mũi tên kế hoạch 1, 2, 3 đó làm cái gì rồi thì phải nhớ tôn trọng kế hoạch của con đã vẽ. Chứ nếu mà con vẽ ra cho đã xong bố mẹ nói thôi xin lỗi nha, bị trùng với lịch này lịch kia và hủy, thì cái sự gọi là thất vọng cũng như là tức giận của các con nó sẽ mạnh hơn rất nhiều lần so với một đứa trẻ bình thường. Và những đứa trẻ có mũi tên 1, 2, 3 thường tỏ ra cá tính khá là tách biệt và coi nhiều chuyện đang diễn ra là đương nhiên, cho nên chúng không có liên, gọi là không có liên đới vào trong cái các hoạt động đang xảy ra mà thường thu mình lại, tạo thành một cái vẻ ngoài xa cách. Và từ từ nó có một cái vẻ phớt lờ ha, ít lưu tâm đến những yêu cầu của những người khác. Cho nên là đối với những trẻ mà có mũi tên 1, 2, 3 thì thầy David đã khuyên rằng các bậc cha mẹ nên dùng kỷ luật kèm với yêu thương để uốn nắn cho các con. Chứ đừng để cho các con phát triển một cách tự nhiên thì từ từ các con có khuynh hướng, các con sẽ trở thành những người rất là thờ ơ với cuộc sống. Và đối với trẻ này thì không nên áp dụng hình thức bắt nạt hay hù dọa cho chúng nó sợ, mà hãy được dạy gọi là nhẹ nhàng dạy dỗ để cho các trẻ này biết cách tôn trọng các ý kiến và thói quen, các món đồ và sở hữu của người khác chứ không phải coi mặc nhiên đó là của mình ha. Và những đứa trẻ có mũi tên 1, 2, 3 thường có bản chất rất là nhẹ nhàng và đáng tin cậy, thường bị chậm tiêu khi tiếp cận với những cái gì có vẻ rất là bất công bằng. Cho nên là ban đầu có thể là tụi nó nhìn không có ra là tụi nó đang bị bất công.
thì thấy là rất là ngây thơ, mọi người sẽ thấy dễ thương, ngây thơ. Nhưng một khi mà chúng nó đã nhận ra là tụi nó đang bị bắt nạt hay là bị đối xử bất công bằng, nó nhận ra một cách chậm chạp sau đó thì nó sẽ vô cùng tổn thương. Và sau đó thì nó sẽ trở thành một cái loại sang chấn tâm lý không có dễ dàng quên đi đối với trẻ. Thì những năm đầu đời thì trẻ có mũi tên 1, 2, 3 thỉnh thoảng chịu chút ít cảm giác bồn chồn, hồi hộp. Cho nên là bố mẹ cũng phải đưa cho trẻ, khuyến khích cho trẻ tìm về với thiên nhiên. Và một cái cách mà rất là hay để khuyến khích cho trẻ đó là nên cho trẻ coi những cái truyện tranh mà về du lịch đó. Các bạn, truyện tranh du lịch vùng này vùng kia, để cho trẻ có thể tiếp cận với những cái hình ảnh từ những vùng đất khác nhau, thỏa mãn được cái óc kế hoạch của tụi nó cho đến khi chúng nó lớn lên đủ để tự mình đi tới cái vùng đất đó, cho thỏa cái chí tò mò. Chỉ bao nhiêu đó thôi, và chúng mình sẽ cùng chúc cho các bậc bố mẹ có những mũi tên 1, 2, 3 sẽ đào luyện được cho các con sau này thật là những nhà tổ chức thật là giỏi, sẽ giúp ích rất là nhiều cho cuộc sống này. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và chúng ta có thể tạt vào trang Quỳnh Hương Lê Đỗ và trong album Numerology để có thể tham khảo lại ý nghĩa của những con số để có thể bổ khuyết thêm cho các cái mũi tên này. Và các bạn cũng có thể đăng ký kênh YouTube Quỳnh Hương Lê Đỗ để có thể theo dõi những tập tiếp theo. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.